Chào bên chị, hôm nay qua kiểm phước dinh giới thiệu tới quý anh chị 6 cây mai tàng. Cây này cái tán rộng nó cũng khoảng 2 mét đó quý vị. Bông nhiều cánh không Liêm? Bông cũng bự á. 6 cánh. Bông 6. 6 là nó 6, 7, 8 luôn đó. Bông này nó gần tàn hết rồi. Mấy cây này tàn tròn do quá vậy. Do chiều kìa. Cái tán hơn cây thước dây không? Cũng khoảng mấy 8 ạ. Chiều cao thử là được như vậy. Cao thước rưỡi. Cao là thước rưỡi vậy. Cây này là bông quá chừng luôn. Quanh 27 á quý vị. Ba mươi lăm cái thiên cành. Từ đế lên tới thiên cành là 35. Thiên cành dày hết gì. Cây này là nó còn dưới đất nữa quý vị. Đây là cây số 2 nè quý anh chị. Đo giùm cái quành này. Cây này cao 1m8 quý vị. Đo quành này. Quành 29 quý vị. Quành 29 cao 1m8. Cây này chuyên cành nó cũng đặc hết. Ta lấy dây đen ta kéo ra cái gì tròn do luôn. Đó, cái tán rộng này cũng nó tư à. Cây này tán không bằng cây nãy. Đây cây số 3 nè quý vị. Chiều cao nó khoảng 1m6 vậy. Tán rộng ra được 1m5. Chui vô đó cái hoành đó. Cây này rậm rạp nó cũng khó đo. Hoành nó 25 quá vậy. Nó cộng nữa đất. Một rễ nổi. Làm dưới đất còn 6 cái rễ. Đây cây số 4 nè quý vị. Số 4 này cao cũng khoảng 1m5, hơn 1m5. Cành nó rậm rạp hết quý vị. Mấy cây này bông tết khỏi chê rồi. Đo quạnh nữa. Mặt chui đi, đo à. Quành nó 24 quá vậy. Nó có tắt máy, nó có chuyên cảnh. Tắt 3. Đây cây số 5 nè quý vị. Cái số 5 này nó toàn do. Cây này nó cao khoảng 1m4 quý vị. Có khi nó mua rẻ chứ thôi. Thì người ta về là người ta đốn vừa người ta bán hết nặng là ta dọn về ta tặng thanh long á, rồi nó lại nó mua xô luôn. Mình này 26 vậy. Tôi chính vậy nó cắt cái mới vừa vậy chết cái mà nó lên lại mặn nữa. 30. Ví dụ nó tống quá cái nó cắt như vậy. Chuyên cảnh nó rậm hết rồi bây giờ. Ba tắc có chuyên cảnh. Giờ một cộng là một lít mét thôi. Số 5 hả Liêm? Số 5. Cây này cái số 6 hả quý vị? Cây này bông quá, hai chừng bông luôn. Nụ dày hết gì? Mét 8 á. Cây số 6 này là mét 8 á. Mấy cây này thì chân cành nó đầy hết. Đẹp. Cái này là 25 nè. Còn 25 đó quý vị.
Dưới đó thì nó 39 ạ. 40. Từ đế lên 40 là có chân cành đấy. Mấy cây này thì chân cành đẹp, rậm quá. Rồi quý anh chị nào xem được cái clip này thì muốn giao lưu 4-6 cây mai tàng này thì liên hệ cho Hoa Kiển Quốc Vinh quý vị. Cây này cũng rẻ, giá thương lượng quý vị.